Center xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu máy game thế hệ mới đang được cộng đồng game thủ trong và ngoài nước quan tâm trong thời gian gần đây. Bởi một số tính năng ưu việt và tiện lợi nên được sự yêu thích và lựa chọn hàng đầu bởi hệ thống kinh doanh ở khu siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm giải trí, các nhà hàng khách sạn lớn hay các cơ sở mầm non giải trí cho bé và nhà đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực game thùng. Đó bởi là vì máy bắn cá 2, 3 và 4 người chơi là một sản phẩm đáng chú ý trong thị trường giải trí game hiện nay. Với đặc điểm là một trò chơi câu cá điện tử với 4 người chơi, được thiết kế trên một máy chơi game với kích thước lớn 55 inch, Ocean Kingfish Hunter là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các trung tâm giải trí và những ai muốn tận hưởng trò chơi câu cá điện tử tại nhà. Với Ocean Kingfish Hunter, người chơi sẽ được trải nghiệm một trò chơi đầy kích thích và thử thách. Trong trò chơi này, người chơi sẽ được câu các loại cá khác nhau, với những con cá to và khó câu sẽ mang lại nhiều điểm số hơn. Điểm đặc biệt của Ocean Kingfish Hunter là tính cạnh tranh cao giữa các người chơi. Vì vậy, không chỉ là một trò chơi giải trí đơn thuần, mà nó còn mang lại cảm giác hứng thú và đam mê cho người chơi. Về mặt kinh doanh, sản phẩm Ocean Kingfish Hunter có tiềm năng lớn để mang lại lợi nhuận cao cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giải trí. Với sức hút của trò chơi câu cá điện tử này, nó có thể thu hút được nhiều khách hàng đến với trung tâm giải trí hoặc khu vực bán hàng của bạn. Đặc biệt, với tính năng chơi nhiều người chơi, nó có thể thu hút nhiều đối tượng khách hàng khác nhau về mặt giải trí, Ocean Kingfish Hunter mang đến cho. Tóm lại, sản phẩm Ocean Kingfish Hunter máy bắn cá 2, 3 và 4 người chơi là một sản phẩm đáng chú ý trong thị trường giải trí game hiện nay. Nó không chỉ mang lại tiềm năng kinh doanh lớn mà còn mang lại trải nghiệm tuyệt vời đáng nhớ. Trong lĩnh vực kinh doanh, trò chơi là một công cụ hữu hiệu để thu hút khách hàng và tăng doanh số bán hàng. Đặc biệt là trong thời đại số hóa hiện nay, việc sử dụng trò chơi trong các chiến dịch quảng cáo và marketing đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Khi người chơi tham gia vào trò chơi, họ sẽ được hòa mình vào thế giới ảo của trò chơi, cảm thấy mình như đang tham gia vào một trải nghiệm thực tế. Trò chơi cũng giúp người chơi có được cảm giác thỏa mãn và thú vị, giúp giảm stress và tăng sự phấn khích. Với sự phát triển của công nghệ, các trò chơi ngày càng được thiết kế đẹp mắt và hấp dẫn hơn, với hiệu ứng âm thanh và hình ảnh sống động. Điều này làm cho trò chơi trở nên hấp dẫn hơn và thu hút được sự chú ý của khách hàng. Tóm lại, trò chơi máy bắn cá 2, 3 và 4 người chơi là một công cụ hữu hiệu để thu hút khách hàng và tăng doanh số bán hàng ở nhà sách hay các khu bán kem tự động hoặc đồ ăn vặt, các món ăn nhanh. Vì vậy, việc sử dụng trò chơi trong các chiến dịch quảng cáo và marketing là một cách hiệu quả để thu hút khách hàng và tăng doanh số bán hàng ở nơi có đông người qua lại như siêu thị, khu mua sắm, ẩm thực đường phố hay các con đường có nhiều khách du lịch nước ngoài tham quan, để mang lại cảm giác siêu thực về lòng đại dương bao la ở trong tầm tay của bạn. Ngoài ra, đừng bỏ qua cơ hội nhận được những ưu đãi đặc biệt và thông tin mới nhất về các sản phẩm bắn cá điện tử hàng đầu tại Hồng Lăng Game Center. Nếu bạn đang muốn sở hữu một máy bắn cá điện tử chất lượng và đẳng cấp, đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 08-8888-0532 để đặt hàng và trở thành một trong những khách hàng hài lòng nhất của Hồng Lăng Game Center. Hãy ấn like video và đăng ký kênh ngay bây giờ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.